channel HVT. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là HVT đây. Thì hôm nay do có sự trục trặc về video ha, thì phần video về những phần tiếp theo mình làm á sẽ được thay đổi qua phần hình ảnh là mình thể hiện đây nha. Bởi vì do có sự đột xuất và những bữa trước là mình đã quay về cái gì mà về trò chơi với lại về phần trí nhân học, cho nên là mình không có nhiều việc bận về cái chỗ này nha. Thì mình sẽ hạn chế về cái phần việc mình lại và mình sẽ thay đổi qua một cái hướng khác. Rồi, ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái phần câu chuyện của cái của số 3 rồi nha. Thì mình bữa trước mình đã giới thiệu ở video trước đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một câu chuyện về ba nhân vật, mà mỗi nhân vật thì sẽ thể hiện kể một câu chuyện khác nhau. Để đi xem ai sẽ là người kể chuyện đáng sợ nhất thiên hạ. Nó vậy hay không? Mới không phải nó vậy không? Bữa trước mẹ nói là ba nhân vật chính này sẽ kể chuyện về quá khứ của ba người họ. Thì mình sẽ nói đây chính là ba người nhân vật chính trong câu chuyện đó nè. Đó thì Tadakuni, Yosuke và Hinari đó. Thì ở đây cái tựa của cái phần này mang tiếng Anh nó tên là High School Border and Ghost Story, thì mình sẽ dịch đó là nam sinh trung học và chuyện ma đó. Thì ở đây mình sẽ chuyển đọc qua phần 1 thôi, còn một phần nữa thì mình sẽ giới thiệu các bạn ở phần sau ha. Ở phần cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết phần tiếp theo là gì. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu chuyện luôn và mình sẽ bắt đầu chuyển qua hình ảnh. Đây chính là phần hình ảnh đầu tiên. Thì vào một buổi sáng khi tan học thì cả ba cũng lại ở nhà của Tadakuni chơi thường xuyên thôi, như mỗi ngày thôi. Thì Hideri lại có một cái suy nghĩ muốn nói là gì. Lần trước mình đã gặp một cô gái tại nhà hàng. Lúc này thì Yosuke và Tadakuni bất ngờ lên. Hả? What's this all of a sudden? Thì nói là có chuyện gì sao? Bây giờ thì lúc Hideri sẽ kể lại quá khứ. Thì nó nói là mình không biết cô ấy học ở trường nào, nhưng mà mình thấy cô ấy thật sự dễ thương. Lúc này thì hai người đang có suy nghĩ gì đó mình không biết. Cô ấy đã gọi một món cá, nhưng mà còn tao thì muốn udon đó. Những ai mà có biết muốn udon là món gì thì có thể nói với mình biết nha. Thì mình dạo gần đây mình không có làm nhiều lắm nha. Rồi mình sẽ chuyển qua tiếp theo. Rồi đây là hình số 2. Một lúc sau thì cô ấy đứng dậy, nhưng mà mình không biết tại sao cái bát cô ấy ăn rất sạch luôn. Bây giờ mới chính là khoảnh khắc cậu nhìn lại thì thấy thì ra là cô ấy ăn đến tận 3 chiếc đũa. Tại sao lại kể câu chuyện đáng sợ vậy? Nè, tốt nhất là nên dẹp câu chuyện đáng sợ đi. Ủa? Cái câu chuyện này bé sợ sao? Đây mới chính là cái phần mà vui đầu tiên thôi. Thì Derry đã kể mà mọi người đều bất ngờ lên. Nhưng mà còn hai người thấy cảm thấy sợ hãi. Mình sẽ chuyển qua hình số 3. Mình không biết cái chuyện này không. Thì đến lúc Yosuke thể hiện bản lĩnh rồi. Đó. Ta không biết là ta có kể chuyện này không. Này, tốt nhất là chúng ta không nên kể chuyện ma ở đây đâu. Bây giờ thì đến lúc Yosuke sẽ kể nè. Thì mày cũng biết đó. Dạo gần đây tao thấy ngực tao đang đau. Tao lần đầu tiên biết chuyện này luôn đó. Lúc đó thì ở phòng tắm thì tao đã thấy có cây diếp ở đó. Lúc đầu thì mình nói là đáng lẽ là mình phải dùng cái diếp này để mà mình nhổ cái gì đó ngay chỗ ngực đúng không? Được rồi. Đôi lúc này thì cậu ấy đã Yosuke đã dùng cái cây diếp đó để cạo và cảm thấy đúng là cảm giác ai mà có cái cảm giác của mình biết cỡ nào không. Nó xuất hiện ngay hiện nay. Kết quả là đây nè. Kết quả là vậy. Kết quả là bị chấn thương và không đã bị chấn thương đó luôn. Đúng lúc này là như đây mình nó không còn gì để nói luôn. Rồi thì Hideri đó là cái đó là câu chuyện đau thương chứ nó kinh dị đâu. Đó thì Yosuke nói một cách bất ngờ đó là không biết là chỗ này chừng nào lành nữa. Rồi nếu muốn lành á thì mày đến bác sĩ đi ha.
Rồi đến lúc ta ra tôi đi thể hiện bản lĩnh tiếp. Lúc đó thì ta cũng gặp chuyện tương tự vậy luôn. Mình thấy Hidari nó cảm thấy rất là bức xúc khi mà nghe những cái câu này. Rồi Hidari nói là mọi khó thôi đủ rồi nhưng mà vẫn tiếp tục kể thôi. Hidari đến lúc ta đang kể chuyện là lúc đó thì ta đã đến nhà của Kugihiko và những đứa khác. Rồi bây giờ mình sẽ có hình tiếp theo. Ta với lại những người bạn của ta đã uống nước hơi bị nhiều. Thì ta nói trước rồi, cái đó không phải là bia, không phải là rượu luôn nha. Thì mình thấy nó là nước ngọt, vậy là nước ngọt bình thường mà thôi. Nhưng mà lúc đó Kuiko trở nên tái xanh, mình không biết tại sao. Lúc đó thì mình đã dẫn cậu Kuiko đó vào phòng tắm. Nhưng mà đúng lúc tao thấy cậu ấy đang nôn thì ơi, không hiểu sao nha. Không hiểu sao ở dưới sàn này có mấy con rết ở trong đó luôn á. Trời ơi. Chắc chắn là nó ăn cái giống ôn gì nữa. Nó ăn cái gì mà nó có mấy con rết trong đó luôn á. Mình không thể tưởng tượng đâu. À, được rồi, câu chuyện của tao đến đây kết thúc. Đến lượt hai đứa mày kể đó. Rồi, nghe xong thì cả hai đều bắt đầu đứng lên và nói gì. Chờ một chút. Chúng ta có thể dừng lại câu chuyện ấy được không? Thì cậu ấy nói tụi tao cần vô phòng vệ sinh chút. Nghe câu chuyện sao lại muốn ớ lạnh. Bây giờ thì sẽ chuyển biến tiếp theo sau đây. Đó, thì mình đúng lúc nãy mình nói là gì? Hai người họ cần phải vào phòng vệ sinh chút. Thì đây là cái phần hình dưới giữa nè. Không phải là thật câu chuyện đó không? Thật hả? Đúng là câu chuyện đó sao? Thật sao? Đúng lúc thì mở cửa ra là em gái tôi đang đi đâu đây vậy trời? Ồ, thì ra là Yoshihiko đã biết trước điều này. Thì đó là em gái tôi đang đi đã nghe hết mọi tình hình rồi. Mình đã biết ngay người đầu luôn mà. Em gái tôi đang đi nó thường nghe bức xúc hay là thường nghe rình mò những người nào mà nó có chuyện giấu giếm á. Rồi. Đến lúc cả hai đều bắt đầu hiện bản lĩnh là gì? Chọt tay vô miệng. Chuẩn bị ơi thôi. Đúng lúc ta đang nghe đã hiện nó là gì ta? Mình không thể biết là chuyện này là mình đã bịa ra. Đúng lúc ba người họ nói là gì ta? Em có ăn gì không? Thì em gái nói là không có ăn gì hết. Chứ em đã nôn ra cái gì vậy? Thì nó là em ấy nói là trong biển đó. Như vậy là câu chuyện của mình về câu chuyện 3 phần 1 đã hết rồi đó mọi người. Ngắn gọn như vậy thôi. Đó, thì đây chính là phần kết thúc ngắn gọn câu chuyện của mình rồi nha. Thì mình sẽ cho các bạn biết xem cái phần của tiếp theo nội dung ra sao. Thì phần tiếp theo thì mình chưa có dự định là sẽ ra. Nhưng mà mình chắc chắn rằng ở một cái đoạn tiếp theo thì mình sẽ ra một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện mình nói trước nha. Đây là HVT mang hiệu số 4. Thì nó nói là cô gái văn trường. Mình tính ra nó là ở chung một tập. Là mình sẽ dồn nó lại luôn. Nhưng mà nó đã tắt rồi cho nên mình không thể dồn được nha. Thì ở đây thì phần số 4 thì mình sẽ làm tiếp theo. Thì mình sẽ chờ các bạn ở đó. Được rồi. Bây giờ mình cũng hơi ngắn gọn chút xíu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại hình ảnh của phần số 3 nha. Rồi. Đây là phần số 1 đầu tiên. Bây giờ mình sẽ kể lại nhanh gọn luôn. Lần trước ta đã gặp cô gái tại nhà hàng. Hả? Ở chỗ nào? Ta không biết cô gái đó hữu ở trường nào. Nên mà cô ấy ở sự rất dễ thương. Ta đã gọi món cá. Nhưng mà còn ta gỗ udon. Một lúc sau cô ấy đứng dậy. Nhưng mà không biết tại sao cái bát của ấy ăn rất sạch. Nhưng mà nhìn lại thì trên chiếc bát đó có ba chiếc đũa đó. Làm ơn mày dừng lại câu chuyện đó nha mày. Dừng lại câu chuyện đó nha. Ủa câu chuyện này mày đáng sợ sao? Rồi đến lúc ta cũng phải kể chuyện thật sự của tao. Ê chúng ta không nên kể chuyện ma ở đây đâu. Thì mày cũng biết đó. Tao lần đầu tiên tao bị đau cái ngực mình mà. Rồi tao nghe luôn.
Thì lúc này thì tao cảm tao dùng nhíp để nhổ. À, nhưng mà tao nghĩ là đúng rồi, sao nữa dùng nhíp này như thế nào ta? Vậy thì kết quả là đây. Trời, cái đó là câu chuyện đau hư hơn cái gì đâu trời. À, đúng lúc thì tao cũng phải kể chuyện thật của tao luôn. Đủ rồi đó. Thì đúng lúc này thì tao và Kuiko và cùng những nước khác. Lúc đó thì tao đã uống nước hơi bị nhiều. Nhưng mà thật ra không phải là bia và không phải là rượu đâu. Nhưng mà khuôn mặt của Kuiko đã trở nên tái xanh. Rồi lúc này thì tao đã dẫn cô ấy vào phòng tắm của mình. Nhưng mà tao thấy cô ấy đang nôn ra thì... Không hiểu sao ở dưới sàn mà lại có mấy con rết đó luôn đó. Bây giờ chứ chắc chắn là tao nghĩ là nó ăn gì đó nên con rết trong bụng nó mới chảy ra sao. Được rồi, đến lượt hai mày đó. À, chờ chút, chúng tôi nên kể chuyện ấy được không? Dừng đây ha. Hả? Bây giờ thì tụi tao cần dùng vào nhà sinh mày trước nha. Rồi, đến lúc rồi. À, thật sao? Thật hả? Có phải thật không? Thật hả? À, em nhé, tôi đang đi sao? Ồ, như vậy là em ấy đã đọc hết mọi chuyện rồi. Được rồi, chúng ta cùng nhau thử sức thôi. À! Không phải là chuyện gì do mình bị đặt đâu. Ừ. À, lúc nãy em có ăn gì không? Không, em không ăn gì hết. Chứ em đâu là gì vậy? Chứ đã đón biển á. Câu chuyện ngắn gọn xúc tích. Nhưng mà có điều nó cũng hơi vui nhộn và ở những cái phần chơi kinh dị ha. Thì phần của mình đã hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nói là tạm biệt với các bạn. Nếu các bạn muốn xem những cái phần series của mình thì các bạn hãy like và subscribe cho mình. Mình sẽ có những comment nha. Được rồi. Bây giờ mình sẽ gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn. Chúc mọi người.